Muốn xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống, đặc biệt là thật là mát mẻ trong cái mùa hè này nhá. Hiện tại thì chỗ muốn đứng ở đây thì cũng rất là mát, gió nó thoang thoảng. Những cái chỗ khác trong vùng của đất nước Việt Nam mình chắc cũng phải rơi vào tầm 40 độ, cũng khá là nóng, khá là oi bức, nên là hôm nay muốn mới đi tìm tới cái nơi này để mình có thể là xả những cái cơn nóng chỗ cái rừng này đó. Đây là một cái cung đường đi tới thác Đắk Lông, một cái con thác cũng là điểm đến khá thú vị của giới trẻ ở xã Đắk Lông, xã Đắk Môn, rồi xã Đắk Dục nhá, ở chỗ địa bàn của Đắk Lây cũng hay tới đây, của Ngọc Hồi cũng hay tới đây đó. Bây giờ thì Muôn xin mời mọi người cùng theo chân của Muôn đi tới cái con thác Đắk Lông này nhá. Thác Đắk Lông này trước đây thì Muôn cũng đã quay rồi, hôm nay Muôn sẽ quay trở lại xem cái mùa khô nóng này nó có thực sự mát giống như trước hay không. Nếu mọi người đến cái thác Đắk Lông này thì có một cái con đường này rất là thuận tiện để cho chúng ta di chuyển bằng cái phương tiện như là xe máy hoặc là ô tô cỡ nhỏ cũng có thể vào được nhá. Ở dưới thì là cái lòng suối rất là mát lành luôn. Hiện tại thì ở trên này thì trời đang nắng nóng. Cái giờ này Muôn đang đi thì rơi vào cái tầm 2-3 giờ cả nhà. 2-3 giờ thì nó cũng rất là nhiều gió rồi. Tí nữa là mình sẽ ngâm người vào chỗ cái thác đó, chắc chắn là nó sẽ rất là mát. Cái mùa hè này nếu mà anh em bản thân hoặc là gia đình lên trên chỗ cái con thác này thì cũng rất là tuyệt vời, chúng ta xả đi cái nóng oi bức. Đặc biệt ở đây thì đường xá nó thuận tiện nên là mọi người có thể là di chuyển qua lại mà không cần phải mất nhiều sức. Nếu mà mọi người yêu mến trekking thì có thể là vẫn trekking được cái đường này nhá. Cùng đường này thì cũng rất là đẹp, tí nữa mình sẽ quay tất cả các khu rừng núi ở đây để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, và hy vọng là mọi người sẽ có những quyết định nếu mà mọi người thấy cái con thác này nó đẹp ấy, thì liên hệ với Muôn nha. Ở đây thì mọi người cũng đổ qua rất là nhiều, tiện là các em học sinh này mới người lớn tuổi thì cũng rất là phù hợp để đi cái con thác này. Thác này là mình cũng thể là camping qua đêm đó. Rồi thì là ngủ lại một đêm để mình đón được cái bình minh, rồi lại thưởng thức cảnh ngoạn, thưởng thức cái ngoại cảnh ở chỗ này. Giờ thì bắt đầu xuất phát từ cái đường bê tông này thì vô trong rừng thì cũng không xa lắm cái nhà, rơi khoảng tầm 2 km thôi. Đấy, kia thì cũng có một cái con ô tô là có thể vào được luôn, cả nhà họ cũng tới đây với mục đích để giải tỏa. Tới đây thì nó hết cái đường bê tông rồi, mình phải đi theo cái lối mòn đường đất. Mà đường đất thì đi cũng rất là dễ chịu, cái mùa này thì nó cũng không quá trơn. Đây, một khúc này là hết đường bê tông rồi này cả nhà. Xung quanh này thì vẫn có nương rẫy của bà con nhưng mà cũng không đáng kể lắm. Tới đây thì có tới đường mà mọi người có thể đổ xe, để xe ở đây nhá. Còn Muôn thì bây giờ Muôn sẽ phi lên trên kia cho nó gần nhất. Vậy là Muôn đã đi di chuyển tới nơi rồi cả nhà. Còn dưới đây là một cái con thác đó nhá. Thác đó nó nằm ở dưới, đây Muôn đang ở trên chỗ cái cao cao này. Tí nữa mình sẽ xuống cái lòng thác ở dưới đấy đó, để xem cái mùa này nước nó có nhiều không. Rồi mình sẽ đi tắm một lúc cho nó mát mẻ nhá cả nhà. Thời tiết khá là nóng nhưng mình di chuyển cái cung đường này nó có một chút thôi là tới con thác rồi đó. Đây mọi người có thể thấy xa xa là cái con thác, mắt thường là có thể nhìn thấy được nhưng mà quay vào thì không biết là thấy không. Đây là cũng là cái công trình của thanh niên họ làm cái bậc rồi cả nhà, nên là mình có thể là đi xuống nó một cách dễ dàng hơn. Vui lòng giữ vệ sinh chung, mọi người tới đây ấy, thì không được xả rác bừa bãi nha cả nhà. Mình sẽ gom rác một chỗ. Còn đây là cái bậc mà đi xuống dưới thác. Cái bậc này là mới làm năm ngoái.
Ra xa là cái con thác. Thác này nhỏ thôi nhưng mà tí nữa mọi người cũng sẽ rất là bất ngờ. Nó cũng rất là đẹp, phù hợp cho những người lớn tuổi cả gia đình đi chơi. Chỗ này mà không cần phải di chuyển quá xa. Không biết là dưới đấy có người không. Mấy bữa trước muôn thường hay tới đây thì hay có người lắm. Này rất là mát. Ủa hôm nay sao vắng teo, chắc là chưa tới giờ của mọi người đi. Ở đây là cây cối cũng cấm chặt này. Thật sự mình rất là thích nơi này. Bước vô chỗ này thì bắt đầu trở nên rất là mát rồi cả nhà. Rất đẹp. Wow. Ở dưới là một cái bể chứa là chúng ta có thể tắm rửa rồi bơi lội ở đấy nha cả nhà. Ô, hồi nãy là nóng một bức, tới bây giờ ở đây thì rất là mát mẻ luôn, quá mát. À, bây giờ thì thấy nó sạch sẽ rồi. Hồi trước tôi muốn thường tới đây thì toàn đi gom rác thôi. Hôm nay đi tới đây thì cũng rất là sạch sẽ này cả nhà, đẹp đó. Ở xung quanh này sạch sẽ rồi. Nếu mà mọi người mà mang đồ ăn là nướng gà thì có thể là nướng ở đây, tướng chỗ này đó, rồi mình có thể là vừa ăn rồi vừa phóng mát đây, rồi có thể là chụp hình quay phim. Chỗ cái thác này cũng rất là tuyệt vời đó, nhìn khá là đẹp. Trong này là một cái hang động nhỏ, nó tạo nên một cái con thác này nè, thì mình có thể là đi qua đó, của cái hang động nhỏ đó. Rất là mát luôn. Rất là... Bây giờ là chúng ta cũng đi vào chỗ cái hang động này. Ở trên này là cái mùa mưa ấy, thường hay có nước nó rơi, bây giờ nó vẫn còn ít ít. Mùa mưa thì nước nó nhiều hơn. Vô trong cái hang động này mình cũng có thể là check in từ đây, là mình quay ra ngoài bên kia mình chụp hình cũng rất là đẹp cả nhà. Không biết là muốn nói là mọi người có nghe không, vô trong này nó hơi ồn ào. Cái hang động này, ở đây mà làm một cái nhà nữa trong này thì quá tuyệt vời luôn. Rất là mát mùa này mà được ngủ trưa ở đây thì không còn gì phải bàn luôn cả nhà. Đấy. Nếu mà mọi người có nhu cầu mà đi tới cái thác này đi chơi ấy, thì có thể là liên hệ với Muôn để Muôn đưa địa chỉ. Nếu mà mọi người muốn tự đi, mọi người có thể là đi tới đây, cứ liên hệ với Muôn, nhắn tin cho Muôn nhé.
Tôi muốn đưa địa chỉ để cho mọi người tự đi. Chỗ này rất là dễ luôn. Đi thì một mặt đường là tới đây luôn rồi nha. Đó. Và đây mát cực. Quá đã luôn. Các khác này là khác tên cụ thể thì muốn chưa biết, nhưng mà nó nằm chỗ địa bàn của cả Đắk Nông nên mình cứ gọi nó là thác Đắk Nông nhé cả nhà. Rất là đẹp. Wow, quá tuyệt luôn. Đó. Ở chỗ này thì mọi người cũng có thể là chụp hình. Chụp từ ngoài ra, từ trong vào để được hết các cả nhà. Đèn thì hát ở đây dù có mưa hoặc cái mưa gì đó nó cũng không bị dột. Rất là hay. Các bạn khá là thú vị. Đây là một cái bể bơi tự nhiên nên là mọi người tới đây thì có thể là xuống đây tắm bơi. Nếu mà mọi người thích kiểu là chèo xuồng, quanh đây thì vẫn có xuồng cho mọi người luôn, thì rất là đẹp.